Lên xe chạy đi. Lên xe chạy. Lẹ đi. Trên. Lên xe nhỏ. Chạy lẹ lên, lẹ lên. Quá trời nên chí rồi. Giết kẹo con chứ. Lẹ. Này chào cho mọi người nha. Này tiếp tục con ong mọi người. Này, mọi người thấy ong không? Đó. Túc túc trên kia luôn. Ong này này cũng bự, khá là bự nha mọi người. Ong thấy cũng bự quá nè, không biết sao. Thả lên là bắt rồi. Trời ơi. Cây này cho nó tránh chắc bệnh luôn á. Thiệt á, có luôn đâu nè, quá chạy cái cây à, cây này phải đi sao lên mới nổi chứ, hoặc là tiêu. Cũng hơn, không sao, chẳng còn cố sức chèo được. Cũng có nhánh đỡ lên tới đây, cái mình đứng nghỉ cái bắt đầu lên tiếp tục nữa, cái mình lên mình nghỉ nữa. Chuyện này chắc bị kiếm vàng sự nữa. Sao bị kiếm vàng không vậy? Tới rồi, tới rồi. Tới mọi người. Tới. Quá kiến. Quá kiến, quá kiến. Trời ơi, ông kỳ vậy, sao có gục mặt ngang giữa. Rồi ông này tạo chú rồi nè, có nghĩa ông này sắp đi nhau rồi nè, tạo chú nè, thấy không, rõ ràng không, hiểu rồi ha. Đây, xử lý đi. Sắp đi. Mặt ngang giữa ở đầu bọng thì không có gì chứ, nãy ghê không. Tạo chú thì mình gạt chú nó bỏ, mai nó còn ở lại không mọi người. Ôi hèn chi ở đằng đầu này nó nó bị sâu nữa. Không làm đầu mặt là phải rồi. Có một cục mặt không người nè.
không cục mặt, mặt trong luôn. Dạ dạ, kiến cắn. Sao lần nào cũng bị kiến cắn hay gì vậy? Không xong rồi, chết rồi. Kiến cắn quá trời luôn rồi. Ui. Đi qua. Đánh này nó bọn quá đi. Gì trời? Tí rồi. Mưa tới rồi. Sống rồi. Lấy điện thoại bỏ vô em. Trinh ơi, Trinh ơi, lấy cái điện thoại em nha, ấy vô cái để mưa ướt. Rồi, không xong. Thôi bỏ xuống mẹ thôi, mưa tới à. Hên quá. Không xong rồi. Tới dữ rồi. Lấy điện thoại em bỏ vô bọc giùm cái, để mưa. Chết mẹ rồi. Trời ơi. Lên xe chạy đi. Lên xe chạy. Lẹ đi. Trên. Lên xe nhỏ. Chạy lẹ lên. Quá trời nó chí rồi. Chí kẹo con chứ. Lẹ. Anh có mưa không? Hả? Anh có mưa không? Hả? Bỏ mưa vô đi. Tới dữ rồi. Tới luôn mọi người ơi. Quá trời luôn rồi. Rồi xong rồi. Mở cốp lấy đồ mới được. Ừ.
thu dưỡng thiệt chứ. Chết rồi, rồi mưa luôn. Rồi rồi, xong rồi. Chỗ này không ổn à. Mưa là cúm luôn á. Bỏ điện thoại vô rồi phải không? À, bỏ rõ con cọc rồi, cọc rồi. Quá mệt. Xui gì đâu. Bắt con mà tụt xuống không kịp, lúc nào kiến cắn, lúc nào mưa nữa. Trời ơi, rồi luôn rồi. Thôi đi ra ngoài đi, tạm biệt mọi người nha.